Xin chào mọi người nha. Đây là cặp Bạch Yến và Hồng Yến nha mọi người. Đấy, chim đây là mình gửi đi thành phố Hồ Chí Minh này. Đấy, chim rất là đẹp luôn. Đấy, Bạch Yến và Hồng Yến nha. Đấy, hầu như thành phố Hồ Chí Minh thì hầu như tất cả các điểm mình đều gửi được nha. Nhưng mà nhiều nhất là mình vẫn hay gửi về bán Ân Sương và bán miền Đông nha mọi người. Đấy, thì cỡ tầm 1 giờ trưa ấy thì ở mình sẽ gửi đi, và cả tầm 7-8 giờ sáng là đến thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Về bến xe là tiện nhất cho mọi người, gần mọi người ghé lấy. Đấy, đấy. Chim thì rất là đẹp luôn, lúc nào thì cũng có để giao lưu với mọi người. Đấy, chim rất là đẹp, Hồng Yến và Bạch Yến. Đấy, đây đây cũng là Hồng Yến và Bạch Yến này. Đây cũng là vẫn là Hồng Yến này. Đơn này mình gửi đi về ở Nha Trang nha. Đấy, Nha Trang Khánh Hòa nha. Đấy, đây là cặp Hồng Yến này. Đấy, rất là nhiều. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ cho mình. Hầu hết thì nếu mà mọi người mua mà thức ăn ấy thì mọi người mình sẽ chuyển ship food. Mọi người nhận hòn và trả tiền cho bưu điện nếu mà về thức ăn và các loại chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất, cóm, hợp giấy thì bổ sung cho chim ấy thì mình đều là ship code cho mọi người. Mọi người nhận hòn, mọi người thanh toán. Nhưng mà tiền chim, nếu mà mọi người mua chim ấy thì đều phải là chuyển khoản trước thì mình mới gửi nha mọi người. Đấy, đấy nên là mọi người lưu ý, nếu mà có nhu cầu thì mọi người cứ tin tưởng thì giao lưu thôi mọi người ạ. Đấy, thì mình thì cũng là dân kỹ thuật mà, cũng dân nhà nông thôi. Đấy, nên thì cũng không có văn chương gì nhiều. Nói chung là anh em cứ thích thì giao lưu thôi, mình thì cũng có thì cũng lấy uy tín là làm hàng đầu nha mọi người nha. Đấy, nói chung thì nếu mà mọi người mua một lần ấy thì mọi người còn mua nhiều lần mà, chứ đâu phải là bán cho mọi người một lần là thôi đâu. Đấy, nên là về cái vấn đề mà chất lượng thì mọi người không phải lo. Đấy, về vấn đề chất lượng thì mọi người không phải lo nha. Đấy, thì cũng không có văn chương gì lắm, nên là nhiều lúc là mọi người mình trả lời qua tin nhắn hay là điện thoại thì nó cũng không được hài lòng cho mọi người lắm. Nhưng mà về cái uy tín chất lượng thì lúc nào cũng là hàng đầu nha mọi người nha. Đấy, bởi vì thì bán chim mà nó cũng không có đón mấy bao nhiêu hết, nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái uy tín của mình thì không được nha. Đấy, còn nhiều chỗ thì mọi người cứ vẫn thông khẩu thôi. Đấy, mọi người mua một hai lần là mọi người biết, bởi vì như ở mình đây mình có số lượng nhiều thì đó là như anh em cứ thích vui vẻ để giao lưu thì mình giao lưu thôi. Còn như những anh em mà người ta lâu lâu người ta mới bán được một cặp chim ấy thì người ta nói là đủ thứ ấy, nó show để cho mọi người mua cho họ là được. Nhưng mà thiệt ra họ bán xong cho mọi người là xong thôi, họ sẽ không cần biết là mọi người về chăm như thế nào, rồi cách chăm sóc của như thế nào. Họ cũng nếu có tư vấn thì họ cũng tư vấn cho mọi người một đôi lần thôi. Đấy, đó là cái đặc biệt thì mọi người cũng chú ý, không phải là mua ở bên người khác mà mình chê, hay là mua của bên mình mà mình nói tốt đâu. Đấy, thì cũng đó là mọi người cứ tham khảo thôi, bởi vì tiền của trong túi của mọi người thì mọi người cứ lựa chọn những cái điểm uy tín mà mọi người mua. Đấy, nhưng mà như mình đây thì cũng là người
buôn bón từ hồi giờ thì cũng muốn mà tư vấn cho mọi người để mọi người mà kiếm được những cái đại chim uy tín để mọi người mua lợn giống, không nhất thiết là mua bên mình. Đấy. Đấy, chim thì lúc nào thì cũng có. Đấy. Đó thì cái đấy là mình tâm sự mọi người là như thế thôi. Đấy. Còn được thì vui vẻ, nói chung là vui vẻ cho mình giao lưu thôi. Đấy. Rồi. Chim thì ở mình rất là nhiều nha mọi người. Trại mình thì nhiều chim lắm. Đấy. Đủ loại cho mọi người lựa chọn nha. Đấy. Đấy. Rất là nhiều. Ngoài kia nữa mọi người kìa. Đấy. Thì bên mình có bón đầy đủ thức ăn hợp. Đấy. Hợp thức ăn đầy đủ nha. Đấy, thức ăn nè, hợp nè, đấy, chuồng trại rất là đầy đủ để cho phục vụ cho mọi người. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ cho mình. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người.